Thưa quý vị, thưa các bạn, cà phê là cây trồng chủ lực giữ vị trí quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của vùng đất Tây Nguyên. Tuy nhiên, trên thực tế, lợi nhuận mà cây cà phê mang lại cho người nông dân chưa cao. Điều này đòi hỏi các tỉnh Tây Nguyên phải có chiến lược xây dựng thương hiệu, nâng cao giá trị thì mới cải thiện thu nhập cho người trồng cà phê xứng tầm cây trồng chủ lực của vùng. Với lợi thế nằm ở khu vực có khí hậu thổ nhưỡng phù hợp, Tây Nguyên là vùng trọng điểm trồng cà phê lớn nhất cả nước. Khu vực này có hơn 603.000 ha diện tích trồng cây cà phê, chiếm 1/3 diện tích cà phê của cả nước. Cây cà phê gắn bó với nông dân ở đây nhiều năm qua, giúp biết bao hộ dân thoát nghèo, làm bộ mặt nông thôn Tây Nguyên khởi sắc. Hiện tại ở Tây Nguyên, người dân cũng như doanh nghiệp trồng và kinh doanh cây cà phê không chỉ áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng, chăm sóc và chế biến cà phê, đặc biệt các quy trình chế biến tiên tiến, chế biến ướt, chế biến có sử dụng công nghệ vi sinh và enzyme, mà còn thành lập thêm nhiều tổ hợp tác và hợp tác xã liên kết trong sản xuất chất lượng để tạo ra sản phẩm cà phê sạch chất lượng cao, ngày càng đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Chúng tôi đã đưa cái nông sản phối kết hợp giữa cái nông sản của Việt Nam chúng ta cũng là một thế mạnh như xoài, dừa, đậu xanh, khoai môn. Đây là những cái nông sản chúng ta cũng đang có thế mạnh mà chúng ta đưa vào cà phê, và từ đó chúng ta đã chinh phục được những người tiêu dùng của thế giới, và người ta đã dần dần biết được là ở Việt Nam chúng ta đã có một cái loại cà phê với một cái gu mới. Bản thân chúng tôi thì đang sản xuất theo mô hình là chế biến natural và cà phê honey, có nghĩa là từ những cái trái cà phê mà mình liên kết với những người nông dân ra, mình đảm bảo là mình sẽ bao tiêu sản phẩm cho họ, và để đạt được cái độ chín khoảng trên 95% thì bắt đầu chúng ta mới cho thu hái, và sau khi thu hái xong được thì chính là những cái quả chín này á thì chúng ta sẽ đem vào ủ khoảng từ 40 cho đến 50 tiếng đồng hồ, và sau đó chúng ta sẽ phơi khô trên những cái giàn. Và chính để phơi khô trên giàn này thì để chính những cái chất nhựa dính vào trong những cái quả cà phê đó, nó sẽ được bám, nó thấm sâu vào trong cái hạt, sẽ tạo ra những cái giọt cà phê mà thực sự rất tự nhiên và nó ngọt từ bên trong. Vì muốn tạo ra sản phẩm cà phê tốt cho sức khỏe cộng đồng, nên doanh nghiệp này đã lựa chọn cà phê hữu cơ để phát triển và định vị sản phẩm của mình trong vô vàn sản phẩm cà phê rang xay trên thị trường. Cà phê hữu cơ không tồn dư thuốc bảo vệ thực vật và những kim loại nặng gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời tạo ra cà phê có hương vị khác biệt so với cà phê thông thường. Nếu phát triển thành công, sẽ mang lại lợi nhuận rất cao cho nông dân. Doanh nghiệp này cũng là một trong những doanh nghiệp có sản phẩm đa dạng nhất trong ngành hàng cà phê. Ngoài trà, hoa cà phê thì công ty chúng tôi sản xuất ra là trà cát cara làm từ vỏ cà phê. Và một cái điểm nhấn ở đây là trà hoa cà phê hay là trà cát cara đều phải là trà được sản xuất trên vùng, trên vườn cà phê hữu cơ đã có chứng nhận thì nó mới đảm bảo cái sức khỏe cho người tiêu dùng. Nhiều nông dân ở Gia Lai đã mầy mò để chế biến ra hạt cà phê mang hương vị đặc biệt. Việc này giúp cho giá của những hạt cà phê tăng lên gấp nhiều lần. Hiện nay, nhiều nông dân ở Gia Lai đang áp dụng một số phương pháp như chế biến tự nhiên, chế biến ướt và chế biến mật ong. Sau chế biến, những loại cà phê này có giá trị cao gấp 2 đến 3 lần. Nông nghiệp chủ đạo ở Gia Lai là cây cà phê và hồ tiêu, bà con đang trồng rất nhiều. Nên lâu nay là chủ yếu là bán cho thương lái, hái xô rồi bán thì không tăng được giá trị sản phẩm. Nên mình phải chế biến sâu những sản phẩm mà thị trường cần, nhu cầu, khách hàng cần, đưa ra những cái sản phẩm chế biến sâu nhất. Thì hiện tại hợp tác xã đang sơ chế hai loại là honey và natural. Honey là mình sát cà thấp, mình phơi trên sàn thì khoảng 10-15 nắng. Phần chế biến natural thì để nguyên hạt, mình sơ chế 25-35 nắng lên men. Với cái cà phê rô xẻ 90 thì nó có... sơ chế bằng natural thì nó sẽ lên được cái hương, cái vị nó sẽ khác biệt với những cái dòng cà phê mới bây giờ, là cái những cái giống TR4, TR9 ấy. Cái nhân mình được bảo quản theo một cái công thức rất là đặc biệt, nên là nó sẽ tạo ra được cái hương vị nó khác biệt với tất cả những cái dòng cà phê khác. Để cà phê Tây Nguyên có thể phát triển mạnh mẽ hơn, vươn ra khỏi quy mô hiện tại, đòi hỏi phải có một chiến lược phát triển bền vững, toàn diện và lâu dài. Trước hết là đẩy mạnh kết nối giao thương trực tiếp giữa người sản xuất và những người có nhu cầu mua cà phê, những nhà rang xay có nhu cầu mua cà phê. Tiếp đến là cần tạo động lực cho những người sản xuất để sản xuất ra những loại cà phê có chất lượng cao, và cần tạo một thị trường, một kênh từ sản xuất cho tới tiêu dùng cà phê chất lượng cao, không những chỉ ở trong nước mà còn vươn ra nước ngoài. Cùng với đó, tìm những hướng đi mới để gia tăng giá trị sản phẩm như chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm,
Song song với những chiến lược phát triển toàn diện và lâu dài của chính phủ, hy vọng rằng cà phê tiếp tục là một trong những sản phẩm chủ lực quốc gia, góp phần phát triển kinh tế, xã hội của đất nước nói chung và khu vực Tây Nguyên nói riêng, cũng như giúp người nông dân làm giàu từ loại cây này.